Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Tơ-rơ. Trời ơi, Tơ-rơ. Vị tướng châu nhất của đất này. Thì nói chung là mình đã cố gắng xin đồng đội mình, năn nỉ đồng đội mình cho mình đi rừng. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng Tơ-rơ đi rừng. À, nhớ gánh nhà, ok. Trời ơi, gánh tem luôn đấy chị ở đấy mà, gọi là gánh nha. Ok, thì mình sẽ chơi thử cho mọi người cùng xem về vị tướng Tơ-rơ đi rừng nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, mọi người biết tại sao mình lại được đi rừng không? Tại vì lúc mà mình chọn tướng ấy, mình pick Tơ-rơ xong mình nhấn chữ rừng cứ để tí lo ấy. Đồng đội team mình nó phản đối, nó chửi quá trời luôn. Nhưng mà mọi người, mình chỉ chat đúng một câu thôi là tất cả im lặng và nhường mình dừng hết. Đố mọi người biết là mình chat câu gì? Chắc không ai nghĩ được đâu đúng không? Chắc không bao giờ nghĩ được đâu đúng không? Chắc một số bạn lại nghĩ là mình thế này thế kia đúng không? Không, mình chỉ trần ra một câu thôi. Tôi là trẻ trâu. Đấy, ui giời ơi. Nhường rừng ngay. Đấy, nếu mà không nhường rừng thì sao? Không nhường rừng thì mình nhường gió họ rừng. Mình sẽ chơi vị tướng Tơ-rơ đi hỗ trợ. Nhưng mà team mình nó sợ mình quá, nó nhường rừng luôn. Mà bạn biết tại sao nó sợ mình không? Nó sợ mình phá game. Vì thế nên, ôi giời ơi, đợt này mình đi rừng mà vị tướng Tơ-rơ. Thơm quá, quá là thơm luôn đấy chứ nhờ. Ơi sợ anh ngon. Thì để xem trận đấu này hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Tơ-rơ đi rừng nó sẽ như thế nào nhá. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Sơi nó, sơi nó, super sơi nó. Đúng rồi, vị tướng than đã bị dụ. Này thì bị dụ này. Hư nè, hãy xem ta đây. Lên chơi. Ui dồi ôi, một đấm đau thế. Một cú đấm của ra một phát thôi mất xác vị tướng than tem bạn. Quá là ghê. Và đứng dưới Triệu Vân đã bị hạ gục. Rất là tuyệt vời. Ăn dòng anh em ơi, ăn dòng anh em ơi. Wow, Butterfly kìa, Butterfly kìa. Chơi nó luôn đấy, mình là mình rất là máu. Triệu Vân support đi, đúng rồi. Triệu Vân là phải đi support đi, để cho ra nó đi đường giữa chứ. Triệu Vân mà đi đường giữa thì nó tù lắm. Ai mà đánh lại nó đây? Ý lộn, ai mà không đánh được nó đây? Rất là tù lúc đầu luôn. Triệu Vân thì thường thường người ta đi đường kinh công này, hai là đi đường rừng này, chứ chả ai đi đường giữa bao giờ hết trơn đấy. Lúc đầu mình cũng nghĩ là Triệu Văn nó đi support hoặc là đi đường kinh công, nhưng mà ai ngờ bạn ấy chạy đường giữa luôn. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Theo mình tới là đánh luôn. Rồi Triệu Văn ngoẻo, chết chưa? Rồi chết rồi. Ôi Văn Heo, Văn Heo, Văn Heo thơm. À, một cú húc của Tơ-rơ hạ gục ngay và luôn thì vướng Văn Heo theo bạn. Quá là ghê gớm. Thì mình làm clip này về vị tướng Tơ-rơ đi rừng nhờ, thì mình cũng mong mọi người đừng bao giờ học hỏi và cũng bắt chước mình nhá. Chỉ làm clip cho mọi người xem cho nó vui thôi. Đó, chứ mấy bạn đừng có bao giờ bắt chước đúng mình nhá. Trang bị của mình ở trận đấu ngày hôm nay mình sẽ lên cho nó đó là cái cây kìa rìu Leviathan nhá. Rìu Leviathan cộng với cái áo choàng thần da nữa. Đấy là hai món trang bị gọi là thiêu đốt, đốt cháy tem bạ luôn. Không cần phải đánh. Đấy, trông như con bò luôn, phê như con dê. Rồi, hay lắm. Trời ơi, bạn ấy kêu rồi hay lắm thì mình hỏi có hay không. Đây là một vị tướng có khả năng đi support rất là tốt. Nhưng mà mình thấy chả ai mà cầm vị tướng này đi rừng bao giờ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quyết định làm clip này về vị tướng Tơ-rơ đi rừng cho mọi người mở mang gọi là kiến thức, cũng như là mở mang cái tập mắt. Đấy, để xem Tơ-rơ đi rừng nó sẽ như thế nào và sức mạnh của vị tướng Tơ-rơ này nó có được bộc phá ra không. Đó, tiếp theo là mình sẽ lên cái giày Hermes nha. Nói về cái vị tướng Tơ-rơ đi rừng thì tại vì vị tướng Tơ-rơ đi rừng ăn quái rừng rất là chậm, đâm ra nó không được ưa chuộng. Chứ thực sự ra lúc đầu thì nó yếu thật đấy, nhưng mà đến cuối trận thì mọi người thể hiểu rằng là nó đã đi support nó mạnh như vậy rồi, nếu mà nó đi rừng nữa thì nó lên mạnh như thế nào, rất là mạnh luôn chứ không phải là mạnh nữa. Để mọi sợ mọi người không tin thì chờ mình chút xíu đó mình xanh sao lên một tí thôi. Ý trời ơi ngon. Thì mới vào trận đấu là mình đã chat đồng đội mình đến kia là ta là trẻ trâu rồi đấy. Thì mọi người biết tại sao lại là trẻ trâu không? Từ từ chờ chút xíu nữa mình sẽ lý giải lý do mà tại sao mình lại kêu là ta là trẻ trâu. Ta là trẻ trâu này. Úi giời ơi, một đúng này. Rồi 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 rồi, ngộ khí tem bạn ngoéo. Hãy xem ta. Ây giời ơi, không đủ tầm. Và đấy mà sử dụng chúng chiêu 2 đúng người là chết queo rồi đó. Xui quá. Chơi nó anh em ơi, chơi 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 chơi. Sơi nó, sơi tái nó. Quạch nhau đi, đừng ngại mà, Tơ-rơ ở đây là cân hết. Mọi người biết mình là ai không?
Mình là Toro đấy. Úi giời ơi thơm. Toro là đàn em của Tài Trời Điên đấy. Toro xe ôm một mình tôi. Chấp hết. Tí nữa thì mình sẽ chấp hết cho mọi người xem nhá. Tí nữa mình sẽ kiếm gọi là 5 người tam bạn mình lao vào mình đấm chết luôn. Đấm mà không chết thì mình chết. Đơn giản như thế thôi. Để cho mọi người xem biết được cái sức mạnh của vị tướng Toro rồi đi rừng đáng sợ đến mức độ nào. Mình sẽ lên cho nó cái áo choàng thần da tiếp theo nha. Dìu Leviathan là phải áo lên áo choàng thần da nữa cơ, cho hai món đốt. Hai món nó đốt người một cái là ngoẻo hết. Không cần phải đánh luôn. Ví dụ như cả vị tướng Van Heo đợt này này, mọi người xem mình đốt nó này. Hư nè, lên chơi. Úi giời nó bắn mình nửa cái máu thế này, ai à, chơi nó. Thôi đi yeah. Về quê đi cấy đi cày. Bây giờ khóa dọc có ngày mình đi chơi. Đúng rồi, hay lắm. Mình xin nhắc lại nha mọi người một câu nha. Đó chính là mình làm cái clip này cho mọi người xem cho nó vui thôi. Mấy bạn đừng bao giờ bắt chiếc giống mình cầm vị tướng Toro đi rừng nha. Nó rất là tù. Đấy. Mình xin nhắc lại một điều rất là quan trọng, đó là như thế. Không mất công mấy bạn này kêu là mình làm clip cho người ta học theo này nọ các kiểu thứ. Mình đã nói rồi, đó là mọi người đừng bao giờ khuyên ha mọi người. Đúng rồi, khen châu đi kìa. Khen châu đi kìa. Cái gì vậy? Không cần phải khen. Khen làm gì? Úi giời ơi, chỉ cần mấy bạn xem clip mấy bạn khen là được rồi. Đúng không? Mắc mơ gì về đồng đội mình nó khen. Không cần mấy bạn khen. Hiện tại mình vẫn đang giết 1, chết 0, hỗ trợ 3. À, mình đã hiểu lý do mà tại sao bạn Triệu Vân bạn lại kêu là khen châu đi rồi. Ôi giời ơi, giết được 2 mạng luôn. Đây là lý do, đây là lý do. Tôi sẽ giúp bạn. Úi giời ơi, bạn đã khen tôi đi như thế thì mình sẽ gọi là khỏa thân giúp bạn. Ê, ê, không, không nhầm. Xả thân cứu bạn. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chơi bạn luôn không? Quánh nhau không? Quánh nhau không? Ôi giời. Cỡ như vị tướng Ngũ Không mình đập bây giờ. Đập bây giờ thì gọi là giống như là trứng chọi với đá rồi bạn ơi. Đấu làm sao được với cả đầu gấu bây giờ. Ngon. Thì mọi người xem clip của mình thì nhớ cho mình xin một lượt like nha. Và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mình thấy kênh của mình khá là ít like đâu ra thì mình thấy nó khá là buồn. Bây giờ thì mình sẽ nói cho mọi người biết lý do mà tại sao mình gọi kêu mình là trẻ trâu nha. Đó, tôi còn trẻ chơi con trâu. Đấy, cứ gọi tôi là trẻ trâu. Đấy, mọi người hiểu không? Tôi còn trẻ mà, chơi con trâu thì cứ gọi tới là trẻ trâu. Ấy dạ ơi ngon. Thế mình nó sợ mình chôn game, phá game ấy. Nên nó lại rất là nuông chiều mình. Tại vì mình mới bảo mình chắc là tao là trẻ trâu đây. Tất cả nhường chừng, cút cút ra. Ôi giời, bây giờ là mình sẽ lên cho nó cái giáp gai à nhá. Đấy, tất cả lúc đầu còn chửi này chửi kia. Nhưng mà khi mà mình chat đúng một câu đó thôi là tất cả im lặng hết. Không ai dám ý kiến. Vào trận là phải khen trâu đi. Mày không khen, tôi được phá trận cho bây giờ. Mình chỉ nói đùa thì thôi chứ ai phá. Lớn rồi. Đây sẽ là một cái cơ hội tốt để mấy các bạn gọi là Asti của mình nó ghét mình, nó chửi mình. Đấy, cứ chửi thoải mái. Miễn sao là mấy bạn cứ gọi là like cho mình là được rồi. Không cần phải nói nhiều. Sợ không like nhỉ, đúng không? Nó đã ghét mình chắc gì like cho mình. Không, buồn lắm. Nhưng mà không sao. Đôi lúc mình cũng phải như thế này thì kia cho cuộc đời là thêm thăng hoa chứ. Mình sẽ cướp được con bùa xanh rồi. Rồi đi về, đi về, đi về, đi về. Mọi người xem mình pha này ảo gì ông này. Đi đâu mà vội mà vàng. Cái gì vậy, cái gì vậy? Butterfly à? Làm gì, làm gì? Bạn lắm muốn làm gì? Bạn muốn làm gì? Lao vào đây mà kiếm chuối này. Lao vào đây, lao vào đây, lao vào đây. Lao vào đây mà kiếm chuối này. Đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Ôi giời ơi, lại sống qua này mới ảo rượu này. Ê, 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 trời ơi, ngon. Trời ơi, tui hay quá tui ơi. Một pha gọi là cướp bùa xanh của tem bạn. Quá là đánh đỉnh của đỉnh luôn. Vẫn sống đi về. Quá là đẹp mắt. Pha đấy mọi người thấy hay không? Trời ơi, mình chơi con trâu mà không ngay sao được. Ôi giời ơi, khen tôi đi. Khen tôi hay đi nào. Ôi giời ơi, mấy bạn chả chịu khen bao giờ. Vượt rào quá đỉnh. Ôi giời. Ông Triệu Vân, ông ấy cứ khen mình như thế này. Ngại chết đi được. Sợ mình phá game hay sao. Đấy, mình dám khen tôi mà. À ha. Kiểu như là mình ăn được con bùa xanh tem nó thì nó, đây là cơ hội của Triệu Vân. Tem mình nó ăn bùa xanh tem mình á hả. Đủ cơ hội khốn nạn. Đồ cơ hội khốn nạn. Tại sao được khốn nạn như vậy cơ chứ hả? Thì cực khổ quá đi rồi. Ấy, bùa đỏ tôi đâu? Bùa đỏ tôi đâu rồi? Ôi ôi, 404 kìa. Sao lại bất tử à?
Thế cứ gọi là gánh tem lòi mồm ra bây giờ ấy nhỉ. Ngon. Nó đã ăn rồng này anh em, xơi nó luôn. Trời ơi, tôi lại không ngã con rán nào hết trơn đấy. Có 4 người thôi hả? Tới đi bác tài ơi, chơi nó luôn. Bụp nữa này. Đúng rồi, Van Heo đã hạ gục được vị tướng ngộ khí rồi. Ngộ khí Van Heo cho bạn 5 xương. Hơi sát với gia trưởng. Tôi là tôi cần hết. Tôi cần tất, cần cả đất luôn. Làm sao? Đứng lại đó, đứng lại đó, đứng lại đó. Chuẩn bị hồi chương 1, chuẩn bị hồi chương 1. Chơi nó luôn nè anh em ơi. Chơi nó nè. Hư nè. Ây chà. Giết luôn. Úi dồi ôi, đốt một kèo. Đấy, cứ gọi tôi là trẻ trâu. Tại vì tôi còn trẻ, tôi chơi con trâu nên gọi tôi là trẻ trâu. Úi giời ơi, chưa già nha, mình còn trẻ nha mấy bạn. Các bạn thấy mình đánh con vị tướng Zoro đi rừng hay không? Đừng bao giờ bắt chước giống mình nha. Cái vấn đề làm clip mà một chuyện, những cái nào mà mình yêu cầu mọi người học theo mình là một chuyện khác. Nhưng cái clip này là mình không khuyến khích mọi người, và đặc biệt không nên. Đó, bây giờ mình sẽ lên cho nó cái huyết sáp. Khi mà giết được người hoặc hỗ trợ người, nó sẽ hồi lại máu cho mình. Thì là đá quá đi chơi. Đồng thế, làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Wow, bơi vào đây, bơi vào đây. Bơi vào đây mình kiếm chuối này. Nào nhà vào đây mình kiếm chuối. Ui giời, có 3-4 người tem bạn vào đây. Bơi hết vào đây nè. Một là châu, anh trẻ châu này cân hết. Một đấm, thần thánh dành cho Toro. 7-0, 7-0-6. Ui giời ơi, tôi không thể tin được tôi luôn ấy. Trời, hay không? Mọi người thấy hay không? Hay không? Hay không hay thì nói một lời đi. Nếu không hay thì cũng cứ comment một lời đi. Nếu mà hay thì không tiếc gì mà mấy anh ạ. Đừng có ngại, cứ comment thoải mái. Khen mình thoải mái. Ui giời ơi, để cho mình nở mũi chút xíu cái nào. Nở phòng mũi ra cho nó phê như con dê cái nào. Toro mà mình vác đi rừng được thì mình lại chẳng ngại cái con, chẳng ngán con rán nào đúng không? Ui giời ơi. Đã quá, đã quá. Ui giời ơi, ngon. Đó, chơi tay bạn luôn. Bây giờ là mình còn là giống như một vị thần rồi. Không có cơ hội nữa rồi. Tất cả quốc quốc gia, hãy xem ra đây. Ủa ơi, không có lính ăn trụ cái. Để cho mình cơ hội mình quẩy tung nóc lên con nào. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó cái Hecolin thịnh nộ nha. Bây giờ nó sẽ trâu như con bò luôn. Trâu lắm. Gọi là anh trẻ trâu xuất hiện. Lưu lưu thêm bạn nha. Ây giời ơi ngon. Về chưa, về chưa. 807 giết 8 mà chết không này. Ai dám chê trâu trâu rừng nó phế vật bây giờ. Wow, thì cả đá quá đi thôi. Sờ nó đi nào. Ui, bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh, bùi xanh. Cái gì vậy, cái gì vậy Van Heo? Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Toro đấy. Tớ là Toro đấy. Muốn cướp bùi xanh à? Không có dễ dàng đâu. Rất là khó khăn đấy. Van Heo này vớ vẩn, thích đấu với đầu gấu à? Còn húc cho bây giờ. Có biết tại sao là gọi là trẻ trâu không? Tại vì trẻ mà chơi con trâu nên gọi là người ta gọi là trẻ trâu. Nếu mà mình chơi cái con cá thì gọi là trẻ cá. Còn nếu mà mình chơi con Triệu Vân thì gọi là trẻ Triệu Vân. Đấy. Mình mà chơi con voi gọi là trẻ voi. Không hiểu cái câu trẻ trâu này từ đâu xuất phát này nhỉ. Đấy, bây giờ mọi người đã hiểu cái nguồn gốc của cái hai từ trẻ trâu chưa? Mình còn trẻ, mình chơi con trâu. Đấy, Toro là con trâu đi ha. Người ta gọi là trẻ trâu. Thì không thể tin được. Không thể tin được. Thế tôi mình cũng phải nghĩ ra được cái nguồn gốc của vị tướng ấy mà người ta hay gọi là trẻ trâu ấy. Thì ra là thế. Đấy, nguồn gốc nó từ đây nó ra là chứ đâu. Tôi quá hay rồi tôi ơi. Ai khen tôi đi mấy bạn ơi. Khen tôi. Ai khen trâu ai đi. Trời ơi, chả ai khen thế nào nhỉ. Mấy bạn coi clip khen mình đi. Ui giời, đánh như thế này, 8-0 như thế này, đi rừng mà 8-0 như thế này, mấy bạn chả khen thế nào nhỉ? Đúng thì là hư cấu. Khen đi, đừng có ngại mà. Cứ comment thoải mái. Bây giờ mình sẽ chơi tem bạn. Chơi tem bạn luôn này. Chơi tem bạn luôn này. Chơi nguyên cả cái tem bạn luôn này. Cái gì vậy, Triệu Vân bị đánh sắp mặt chạy về cong đuôi à? Cút ra. Châu hay vờ gờ lề. Tôi chơi tiếp không? Ui giời ơi. Van Heo bạn này cứ châu hay vờ gờ lờ. Ui giời ơi Van Heo. Hay quá. Cái gì vậy chơi bạn luôn đấy. Nào lùi về. Mình coi mọi người xem mình giết con Van Heo này. Này mình đang dụ này. Rồi xong hết đường về. Rồi xong hết đường về. Này. Hết đường về này.
Hư nè, dám đánh tôi à? Hư nè, sao? Bây giờ các bạn muốn sao? Đây bạn đừng có nói là trẻ trâu không dám cân nhá, cân cả 3 cả 4 luôn đấy. Các bạn kéo cả tem mà ra đây. Mẹ quay tôi à? Kéo cả tem ra đây. Kéo hết cả tem ra đây. Bạn biết tớ là ai không? Tôi đôi xe ôm đấy, một mình tôi thì cất hết. Chấp hết này thì cân hết này. Hư nè, đấm luôn này. Ngán con rán nào. Ôi giời ơi, chơi bạn luôn này. Sao? Bạn muốn làm sao? Chơi bạn luôn, chấp luôn cái chủ luôn. Địch mạnh á, à, cái chủ đằng sau à? Chấp cái chủ đằng sau luôn, quýnh bạn luôn này, ngán con rán nào. À, bây giờ bạn muốn làm sao? Các bạn biết tớ là ai không? Sợ ơi, trẻ trâu xe ôm đấy. Một mình tôi thì... Hình như là già rồi phải. What the hell? Ho như thế này kiểu như là già rồi, ốm yếu rồi đó. Không còn già trẻ nữa rồi. Khổ quá cơ. Đấy, chấp cả tem bạn luôn ý. Đấy, mấy bạn thấy mình máu không? Chấp cả tem bạn, chấp nguyên hai cái trụ nó bắn luôn ý. Ai khen bướm hay đi. Và ai cả khen bướm hay. Bạn phải kêu là ai khen bướm bự đi. Mình khen chứ, ui sợ ơi, bướm hay quá. Bướm to quá. Đúng rồi, bướm to anh thích đúng không? Ui sợ ơi, ngon. Hay lắm, to lắm. Bướm to là thích rồi đấy. Ai khen bướm hay, bướm to đi ha. Khoái lắm. Rồi, giáp phong mạnh luôn. Đợt này tôi bá cháy bò chết rồi. Ông dùm bến tường ải luôn rồi đó. Tất cả cút ra. Cút ra cho anh, để ý anh. Đứng lại đó cho tôi. Á đù. Chơi bạn luôn này, đấm cho một phát này. Này thì Butterfly này. Nhào vào đây mà kiếm chuối. Nhào vào đây. Thế vậy không có ngán con rán nào hết trơn. Bây giờ là gọi là thế giới này là của gọi là Toro, hay còn gọi là trẻ trâu. Đấy. Phê chưa, mấy bạn thấy hay không? Ui giời, khen đi ngại cái gì. Còn nếu mà không hay thì cứ chê đi ngại gì. Ui giời ơi, đấm bạn luôn đấy, ngán con rán nào. Chơi. Trời ơi, này nãy cả tem bạn còn đánh không xi nhê. Bây giờ mấy bạn nghĩ làm sao vậy? Không có trụ mà đòi ăn được mình chắc. Này thì đòi ăn. Này thì ăn Toro này. Hư nè. Còn giáp của mạnh nha mấy men. Tôi còn giáp của mạnh đó. Cái gì bướm vậy? Bướm làm sao? Bây giờ bạn bướm bảo mấy bạn ý kiến làm sao? Hồi nãy chết một lần chưa ngán à? Chưa ngán đúng không? Rồi, bán cái này lên giáp thống khổ. Nào. Chơi bạn luôn này, ngán cái gì bạn? Đúng rồi, Triệu Vân hổ báo. Mình thích hổ báo như vậy. Lên trời, vâng lên trời rồi. Ái chà chà, chơm nha. Đánh luôn. Nhào vào đây mà kiếm chuối. Nhào vào đây, bị già. Đừng có nói nhiều. Đừng có đòi ăn bùa của người ta. Đấy, sao lại ăn bùa đỏ của mình thế này? Đi về phát. Đi về kiếm máu, kiếm mana cái. Ai khen châu hay đi. Ai khen mình đi nào. Mấy bạn xem clip khen đi. Mấy bạn tem mình chả khen, tem bên kia nó cũng chả khen rồi. Mấy bạn xem clip khen mình đi. Khen đi mà, đừng có ngại rồi. Rồi ok, tem mình theo mình nào. Đi, let's go baby, ok. Châu chui vào chị bảo kê, vãi cả chị bảo kê. Được lắm, hay lắm. Ừ thì châu hay, tí chơi cho ké với. Ôi giời ơi. Đấy, bạn heo tem mình nó khen mình hay đấy. Cảm ơn bạn Văn Heo nha. Dồi ôi, người gì mà dễ thương thế. Người gì mà đẹp trai thế. Có ai khen mình, cứ ai khen mình đẹp trai là mấy người đẹp, rất là đẹp trai nhá. Rất là tỉnh và đẹp trai. Còn ai mà chê mình không hay thì là mấy người đấy xấu xí. Xấu quắc xấu ơ à. Ừ thì châu hay, tí cho ké với hả? Ôi giời ơi. Sướng nha. Đi ra để cho mình gọi là solo con cái con gọi là kinh công ấy coi. Sổ giống như một vị thần luôn đấy. Bây giờ tôi không ngán bất cứ người nào hết trơn đấy. Dám đánh luôn à? Đánh luôn à? Bạn thấy đánh không? Bạn biết đó là ai không? Toro xe ôm đây chứ đâu. Nào nhào vào đây mà kiếm chuối này. Nhào vào đây. Ôi sợ ơi, đằng sau này. Ôi sợ ơi, thế này thì chết. Tem bạn thế này thì chết. Chết không kịp ngã bước chứ đùa. Ăn rồng luôn, ăn kinh công luôn. Giờ không cần van heo luôn, mình cũng có thể solo kinh công. Nhưng mà ăn lâu lắm. Bán này đi, lên ra một mạnh tiếp nào.
Ai có lên thịnh nộ tiếp nào? Ôi giời ơi, đợt này là Châu Văn Bò là đây chứ đâu. Ôi giời, đi ra. Đừng có ăn các bồi xanh của người ta nha. Đừng có làm gì, điều gì xài rột. Đừng có hỏng mà đợi ăn KS nhá. Bồi xanh theo mình thì ăn thoải mái, nhưng mà bồi xanh theo bạn là phải để cho mình. Đâu rồi, theo bạn đâu hết rồi, bơi hết ra đây nào. Ui dồi, 20 phút rồi đấy. Chơi con Toro này trận đấu nên diễn ra lâu vãi. Chả xếp được. Mấy bạn khen mình hay đi. Cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh luôn nha. Ui dồi, ui trời ơi. Trời ơi, hồi nãy không ngán chủ, bây giờ lại ngán con rán sao. Không sợ gì hết trơn ấy. Bơi vào đây mà kiếm chuối này. Bơi vào đây còn giác hộ mệnh, tôi biết thừa ấy chứ. Đủ. Chơi luôn. Có giác hộ mệnh mà ngại gì. Ngại cái gì hả bưởi. Ngại cái gì, nào. Đấy. Mọi người thấy Toro đẹp trai khoai bừa không? Ôi giời ơi, xanh nhất tem. Xím thế là bất tử, gọi là hổ báo cáo trồn. Xe ôm thì mới bị mất gọi là một mạng thôi. Quá hay. Mấy bạn khen mình đi. Ôi giời ơi, cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhé. Toro đi rừng đã hoàn thành.